các bạn đang theo dõi kênh lê văn lực đây là chuyên mục tử vi phong thủy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong thủy cho bàn làm việc đặt vật này trên bàn làm việc tiền tài vào như nước may mắn sẽ luôn đến đặt kỳ lân trên bàn làm việc kỳ lân là một trong những vật phẩm phong thủy biểu tượng cho sức mạnh may mắn và thành công sự uy nghi của hình ảnh kỳ lân cũng giúp bạn có được nhiều thế mạnh trong sự nghiệp. Vì thế, bạn có thể mua một đôi kỳ lân nhỏ xinh đặt ở bàn làm việc tại gia của mình để mang đến sự thịnh vượng, may mắn trong sự nghiệp. Hơn nữa, kỳ lân còn giúp bạn tránh được những đố kỵ thị phi trong sự nghiệp của mình. Bố trí thêm cây xanh trong phòng. Phòng làm việc hay góc làm việc đều cần có sự hiện diện của mảng xanh tươi mát mát hơn nữa có những loại cây có thể mang lại nhiều điều thuận lợi cho sự nghiệp cũng như tạo cảm giác thoải mái cho bạn khi làm việc ở góc làm việc bạn có thể xem xét việc đặt một chậu cây lưỡi hổ để thanh lọc không khí hay đặt chậu xương rồng để ngăn chặn các nhiều sóng điện từ làm ảnh hưởng đến tốc độ truyền nhận thông tin của máy tính đặt đồ dùng có năng lượng ở bên trái của bàn và căn phòng để căn phòng và bàn làm việc được tụ khí, tức là khi luồng khí di chuyển từ cửa vào phòng, đặt những đồ dùng chứa nhiều năng lượng như máy tính, cây cảnh, điện thoại, vật phẩm phong thủy ở bên trái của bàn làm việc hay phòng làm việc. Tuy nhiên, nếu bên phải của căn phòng đặt nhiều đồ đạc, vật dụng chứa năng lượng hơn bên trái, bạn có thể đặt một tấm gương phản chiếu hoặc đặt vật phẩm hình rồng tỷ hưu ở bên trái để tạo sự cân bằng cho căn phòng. Theo quan niệm của phong thủy truyền thống thì bên trái luôn là nơi tụ khí. Bạn nên đặt đồ quan trọng ở bên trái để nhận được nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Bày biện trên bàn làm việc phong thủy học cho rằng người ngồi làm việc phải được tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ thì mới minh mẫn trong điều hành công việc để tăng khả năng tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ trên bàn làm việc phải đặt cột thủy tinh trong không màu vật dụng này được phong thủy gọi là thắp văn xương nếu không có bạn thay thế bằng một cột thủy tinh có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm tăng khả năng tư duy trồng hồ sơ bên trái nên cao hơn bên phải nên đặt điện thoại ở các hướng tốt hợp với bạn tây tây bắc đông bắc tây nam dành cho người tây tứ mệnh và đông đông nam bắc nam dành cho người đông tứ mệnh năng lượng tích cực cũng như những điều may mắn sẽ luôn đến với bạn nếu trên bàn làm việc bạn đặt những vật tượng trưng cho ngũ hành hướng bắc tách trà ly nước hoặc cà phê, góc đông bắc cái chặn giấy bằng thủy tinh hoặc pha lê, phía đông đặt một bình hoa tươi ở bàn làm việc giúp tạo năng lượng dương rất tốt, khuyến khích bạn hăng say làm việc. Góc đông nam của bàn làm việc Đặt một cây nhỏ tươi tốt để thu hút tài lộc và sự thăng tiến Tuy nhiên cần tránh cây xương rồng hoặc các cây có lá sắc nhọn để đem lại những điều tốt đẹp Hoa và cây cảnh cần tươi và xum xuê. Nếu cây chết, hãy bỏ ngay và thay bằng một cây khác. Góc đông nam của bàn làm việc cũng nên đặt các tượng giả cổ màu đỏ hoặc màu tía tượng trưng cho sự giàu có. Góc tây nam của bàn làm việc. Đặt pha lê tròn hoặc quả cầu thủy tinh trơn để tạo sự hòa đồng giữa bạn với các đồng nghiệp. Hướng nam của bàn làm việc. Đặt các loại đèn nhằm cung cấp năng lượng chủ về tên tuổi và danh tiếng cho bạn hướng tây hoặc tây bắc của bàn làm việc nên đặt các thiết bị văn phòng bằng kim loại như máy tính nhớ rằng phải đặt vật thấp ở bên phải và vật cao ở bên trái ngoài ra phía tây có thể trang trí thỏi vàng phong thủy mong rằng những thông tin này sẽ cung cấp cho các bạn nhiều điều bổ ích các bạn hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông tin mới nhất nhé cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau